Rất hân hạnh được gặp lại mọi người chúng ta trên kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, nơi chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như Facebook Nhà đất Hoàng Tiến và website nhadathoangtien.vn. Buổi chiều tối ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến cho khách hàng một bộ đôi nhà phố rất là đẹp, nằm trên trục đường Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính của căn nhà chúng ta. Và căn nhà mình có diện tích là ngang 4m và độ dài là 22m, được đúc kiên cố là một trệt một lửng 3 lầu. Công năng sử dụng của căn nhà chúng ta có một sân đậu xe hơi riêng, một phòng khách, một phòng bếp, 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng của căn nhà mình là hướng chính nam, phù hợp với lợi khách hàng thuộc mệnh đông tứ trạch. Và bộ đôi nhà phố kiến trúc Pháp nằm trên trục đường Lê Văn Khương rất là đẹp này, cũng như chúng ta có một cái con đường trước nhà rất là rộng, xe hơi xe tải có thể được di chuyển vào căn nhà chúng ta, cũng như hai xe tải tránh nhau rất là thoải mái. Và bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu cho hàng chúng ta cùng tham quan. Đầu tiên chúng ta sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm từ chất liệu bằng sắt sơn nhũ đồng rất là đẹp. Cũng như di chuyển vào khu vực bên trong, chúng ta có một khoảng sân đậu xe gắn máy khoảng 6m, cũng như gara xe hơi rất là thoải mái. Cũng như căn nhà mình thì bên trên chủ nhà đã rải xà gồ và chuẩn bị đây lập mái cho quý khách hàng chúng ta. Di chuyển vào khu vực bên trong là khu vực phòng khách căn nhà chúng ta có một bộ cửa chính được làm từ chất liệu nhôm xin pha với một cái tông màu trắng, cũng như chúng ta có khoảng không gian phòng khách rất là rộng, cũng như hai bên chúng ta thì thấy chủ nhà cũng đã ốp gạch đá cao lên khoảng 2m, chúng ta rất là sạch sẽ, cũng như chúng ta có hệ thống đèn trần thạch cao rất là đẹp. Cũng như căn nhà mình thì mới vừa được xây dựng xong, chủ nhà đang chuẩn bị lau chùi, nhưng hôm nay thì Nhà đất Hoàng Tiến ghé ngang qua thì xin được gửi đến cho khách hàng chúng ta cùng tham quan. Thì căn nhà mình đang hơi dơ một chút, có gì thì quý khách hàng thông cảm cho Nhà đất Hoàng Tiến. Cũng như phía sau thì chúng ta có một cái khoảng giếng trời thông từ trên sân thượng xuống rất là thông thoáng và rất là mát, cũng như chúng ta có một cái nhà vệ sinh rất là rộng. Nhà vệ sinh chúng ta đã được chủ nhà ốp gạch đá cao lên kín tường, chúng ta rất là sạch sẽ. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực sân thượng của căn nhà chúng ta, cũng như tầng lửng căn nhà chúng ta. Đây là không gian đèn trần tầng lửng căn nhà chúng ta, cũng như tầng lửng căn nhà chúng ta thì chủ nhà đã gắn chúng ta một bộ cửa kính cường lực 10 ly phía bên ngoài này, để chúng ta có thể làm phòng khách, phòng karaoke để giảm tiếng ồn. Cũng như bên trong thì chúng ta có hệ thống đường máy lạnh cũng đã được chủ nhà đi sẵn chúng ta. Phía sau chúng ta có một cái cửa sổ để mở ra cái giếng trời bên ngoài, cũng như cái bên thì chúng ta cũng có một cái tủ rượu. Thì nếu khách hàng chúng ta có nhu cầu làm phòng ngủ cũng rất là tiện, chúng ta đã đi sẵn hệ thống điện lạnh rồi. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên phòng ngủ số 1 và phòng ngủ số 2 căn nhà chúng ta. Thì căn nhà mình thì lan can chúng ta là gỗ cam xe, kính cường lực 10 ly, mặt đá hoa cương, đá kim sa. Cũng như mình sẽ di chuyển ra khu vực phía phòng ngủ phía sau thì chúng ta cũng có một cái phòng ngủ rất là rộng, cũng như phòng ngủ phía sau chúng ta có cửa sổ để mở ra phía giếng trời bên ngoài, cũng như kế bên thì chúng ta có một cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này thì chủ nhà cũng đã ốp gạch lên gần như kín tường chúng ta, rất là sạch sẽ. Và toàn bộ cửa căn nhà chúng ta được làm từ chất liệu gỗ sồi. Thì căn nhà mình đang được chủ nhà chuẩn bị lau chùi cho nên là đang hơi dơ một chút. Cũng như căn phòng mình thì mỗi phòng ngủ chúng ta có một cái nhà vệ sinh khép kín, sử dụng rất là tiện lợi. Cũng như căn nhà mình thì với cái diện tích là ngang 4m và độ dài là 22m, chúng ta có một sân đậu xe hơi riêng, một phòng khách, một phòng bếp, 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng của căn nhà mình là hướng chính nam, phù hợp với cái chàng tục mệnh đông tứ trạch. Và căn nhà này thì đang có giá chỉ có 4 tỷ 800 triệu đồng, chúng ta đang được thương lượng trực tiếp với lại anh chị chủ nhà. Cũng như căn nhà mình thì nằm trong cái con đường trước nhà của chúng ta rộng lên đến khoảng
8 mét hai hơi xe tải đấy là di chuyển vào nhà tránh nhau rất là thoải mái. Cũng như căn nhà mình thì chỉ cách đường Lê Văn Khương chúng ta khoảng 5 đến 70 mét thôi. Rất là thuận tiện, chúng ta có thể di chuyển qua các quận lân cận như quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh và quận Tân Bình, Thủ Đức. Rồi, video nhà đất Hoàng Tiến đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.